Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Lời đầu tiên, em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm ô tô, tìm sớm những chiếc xe ưng ý nhất và hài lòng nhất, và kính chúc những quý anh chị nào đã mua ô tô bên em Lợi, chúc quý vị các bạn đi trên những nẻo đường vạn dặm bình an và làm ăn phát tài phát lộc. Và hôm nay em Lợi xin review, giới thiệu, chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara cực kỳ mới và siêu lướt. Đó là chiếc Nissan Navara sản xuất năm 2019, số tự động một cầu bản Premium Z. Và Premium Z là những bản chiếc xe mà cực kỳ mới, với bản mới nhất bây giờ đấy ạ. Nó là bản xe nhập nguyên chiếc Thái Lan và có la răng xoắn. Toàn bộ chiếc xe thì bên em đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị 100%, khẳng định bằng văn bản không đâm xô biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn, máy số là nguyên zin không bị ngập nước. Nếu anh chị em đến kiểm tra phát hiện, bên em xin bồi thường 50 triệu tiền đi lại nếu như không đúng với cam kết bên em đưa ra. Và chiếc xe này còn một dàn lốp còn theo xe, lốp sơ cua chưa chạm đất. Toàn bộ chiếc xe thì khá là mới. Sau đây em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem. Và anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video, em giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại Hà Đông, Hà Nội. Quý vị các bạn ấn chuông theo dõi kênh của em thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là cái dòng xe đẹp. Và quý anh chị nào giới thiệu, ủng hộ kênh, em xin cảm ơn. Về phần ngoại thất, chiếc xe này thì khẳng định với quý anh chị, sơn zin còn đến 99%. Vâng, toàn bộ thân vỏ không có một chút bả tít nào, rất chi là mỏng và đẹp. Xe lướt chạy từ tháng 12 năm 2019 đến bây giờ. Vì những chiếc xe này chỉ có cuối năm 2009 thì mới lên được cái form la răng xoắn này. Và toàn bộ bản tự động một cầu, máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Toàn bộ kính đèn là không bị rạn nứt. Em vừa quay về phần ngoại thất cho quý anh chị. Toàn bộ đèn là zin, đèn pha zin theo xe. Đèn gầm này khá là sáng, hai bên đều. Và mặt ca lăng nguyên bản xịn sò của nhà máy. Cabo là sơn zin nên là rất chi là bóng, và thậm chí các cái ba đời sốc trước này chưa sơn lại nên là nó rất chi là bóng và đẹp. Toàn bộ về phần cái sườn bên phụ của chiếc xe đây, sơn zin. Và cái phần lốp này đúng 2 vạn nên là cái phần lốp nó khá là dày. Đấy, chất xe 2 vạn, lốp cực kỳ dày và đẹp. Toàn bộ cái phần gầm của chiếc xe thì không phải là dòng xe công trường nên là hai cái phần gầm này nó không bị móp méo và nó khá là đẹp, sơn zin toàn bộ. Máy thì khô không chảy dầu. Đây là toàn bộ cái lốp của chiếc xe. Vâng, lốp khá là dày. Toàn bộ lốp là nguyên bản theo xe. Đát năm sản xuất 2019, toàn bộ đát 2019 hết. Vâng, lốp dày, đát 2019, là dạng phay. Đấy, nếu như một chiếc xe mà form cũ 2018 thì chả chưa được lên la răng phay này. Và đặc biệt cái phần chassis của chiếc xe này, sơn zin hết toàn bộ, không dấu hiệu bị han gì, nên là xe khá là mới và đẹp. Đèn hậu của chiếc xe, và xe bản premium nên là nó có camera lùi. Đây, L Premium Z. Toàn bộ chiếc xe đây, em quay về cái phần đằng sau từ cái bứng này. Đấy, rất chỉnh chu và đẹp, không có dấu hiệu bị móp méo. Cái cổ xả của chiếc xe nó khá là sáng đây. Và phần gầm không có dấu hiệu bị ham dỉ mọt. Chassis không cắt nối. Và đây là cái phần lốp sơ cua của chiếc xe, chưa chạm đất, vạch sơn còn nguyên, không có một hạt sỏi nào bám lên trên. Đấy, sơ cua chưa chạm, xe chất xe chạy 2 vạn, khá là mới và đẹp. Toàn bộ cái phần lót thùng phía sau của chiếc xe thì
Hai bên thành khá là đẹp, thùng lót thùng hãng Nissan Navara, toàn bộ các cái phần nhựa không bị móp méo, trầy xước, và đặc biệt là các cái phần là chỉ này, ốc chưa tháo lắp, ốc không có dấu hiệu tháo lắp, và toàn bộ phần đường sau nó khá là đẹp và nguyên bản. Đinh bấm đinh dập của các cái phần dập sau đây đều là nguyên zin, ốc chưa tháo lắp đấy ạ. Ốc đèn, ốc tai nên là tuyệt nhiên không đâm xô từ phía sau, với cái phần đèn là xịn sò. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì thơm mùi xe mới, và nội thất là ghế nỉ nguyên bản theo xe của chiếc xe, nhà sản xuất nỉ nguyên bản từ đầu. Hai bên mút khá là trắng và đẹp, toàn bộ các cái đường gân ghế này, hai bên lin sườn gân ghế rất là căng, thể hiện chiếc xe đi khá là ít, chất xe đúng 2 vạn, và đúng 2 vạn chuẩn cây số. Nếu mà sai em xin biếu tặng các bác xe luôn, một chiếc xe siêu lướt đi đúng 2 vạn. Bậc lên xuống này khá là chỉn chu và đẹp, với cái vô lăng 2 vạn đây quý anh chị ơi, toàn bộ vô lăng này rất là mới và đẹp và không bị mòn, vô lăng nguyên thủy từ đầu, củ số cũng thế đấy ạ, toàn bộ củ số đều là nguyên bản, và xe được trang bị màn hình zin theo xe. Bản Premium Z này có màn hình zin theo xe, bóng khí hai bên là nguyên zin, và đặc biệt là có cam hành trình của hãng, đây là cam hành trình của hãng đấy ạ, và cây số đây đúng 2 vạn 9806, cây số này là cam kết với quý anh chị là chuẩn nhé, nếu mà sai thì em tặng xe luôn. Toàn bộ hàng ghế nội thất là quá là chỉnh chu và cực kỳ đẹp. Các cái phần ốc cột này bậc lên xuống này nguyên zin, và các cái ốc tai, ốc khóa bản lề đều chưa có dấu hiệu bị tháo lắp, nên là quý anh chị yên tâm. Đấy. Tay nắm mở cửa này bậc tay nắm mở cửa khá là chỉnh chu và đẹp, toàn bộ các cái phần chỉ của cánh cửa là nguyên zin, và các cái thông số kính thì đều của hãng Nissan và năm sản xuất 2018. Tất cả thông số trên kính của cái xe này đều là năm 2018, nên là quý anh chị yên tâm, không có dấu hiệu bị vỡ kính và kính không bị rạn nứt. Bậc lên xuống khá là đẹp. Toàn bộ hàng ghế phía sau thì mới hơn cả ghế phía trước đấy ạ, không có dấu hiệu bị chảy rách. Phần trần là trần lý nguyên bản theo xe, trần lý nguyên bản theo xe từ đầu. Và riêng Nissan Navara thì có thêm cửa gió điều hòa phía sau, nên là khá thích hợp cho người ngồi phía sau nó. Toàn bộ vô lăng này với góc quay này, các bác nhìn vô lăng này nó khá là mới, 2 vạn cây, mọi thứ nó rất chi là đẹp. Táp ly bóng khí là nguyên zin, hàng ghế lái rất chi là mới và căng, đường gân tay củ số cực kỳ đẹp, bàn đạp phanh ga quá chi là chất rồi. Khẳng định với quý anh chị đây là một chiếc xe khá là đẹp. Toàn bộ tay chỉ, cánh cửa, tay nắm, cửa sau, bên lái của chiếc xe đều là zin, và thông số kính thì đều là của hãng Nissan hết đấy ạ, năm 2019, nên là toàn bộ theo năm sản xuất của chiếc xe. Nếu mà chiếc xe thay kính của 2020-21 là tất nhiên là bị vỡ rồi, nhưng mà có xe 19 là đúng, vì năm sản xuất của chiếc xe 2019. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, tay nắm, táp bi này nó khá là mới và đẹp, chỉ zin, ốc khóa chưa tháo lắp. Một chiếc xe khá là hoàn hảo. Và đây là toàn bộ tay nắm ở cửa phía trước, 100% là chỉ zin. Thông số kính thì đây, tất cả các kính em kiểm tra rồi đều năm sản xuất của chiếc xe, tem mác này, nhãn hiệu đều toàn zin hết, và ốc khóa bản lề đấy,
và bậc lên xuống. Xe thì được trang bị thêm trải sàn rồi, lót sàn, trải sàn đầy đủ hết. Cam hành trình, camera lùi, đây toàn bộ ốc tai đều nguyên, hai bên đều tăm tắp và rất chi là mới, khẳng định cam kết luôn. Đây là toàn bộ phần đầu và phần máy của chiếc xe. Đầu máy thì quý anh chị yên tâm, em khẳng định đây, các ốc tai này, thư tháo lắp này, ốc cabo nguyên zin, sơn zin toàn bộ cả cabo, rất chi là mỏng và tôn khá là dày, không có bả tiết, sơn zin hết toàn bộ. Ốc cabo chữ tháo lắp, ốc tai nguyên zin, phanh ABS đỏ chóe, zin xịn sò của nhà máy. Đèn pha này, ốc đèn pha chữ tháo lắp. Các phần két nước, phần khóa, ốc cabo đây, nguyên zin hết. Máy thì khô ráo và sạch sẽ, cổ xả, cổ bô rất chi là sáng và đẹp. Đấy, toàn bộ bơm dầu nguyên zin. Với một chiếc xe Nissan Navara sử dụng động cơ 2.5, máy không có dấu hiệu gì, còn nguyên bảo hành trên hãng. Sau 3 năm đây quý anh chị ạ. Vâng, đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Máy chạy khá là êm. Vâng, vừa rồi em Lội vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2019, số tự động một cầu, máy dầu bản Premium Z. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại em để ở dưới phần mô tả của video. Số điện thoại của em là 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.